Mới đây tại Lào Cai, một cô gái 23 tuổi trú tại huyện Bắc Hà đã tử vong do nhiễm virus dại. Đáng chú ý, bệnh nhân bị chó nhà cắn từ 18 tháng trước nhưng không tiêm vaccine huyết thanh phòng dại. Đến tận tháng 1 vừa qua, bệnh nhân có các biểu hiện như khó thở, co giật, nhiều đờm dại mới nhập viện. Chỉ ít ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại, bệnh nhân tử vong. Theo các bác sĩ, sau khi bị chó cắn, cần tiêm phòng dại ngay trong khoảng 6 giờ đồng hồ đầu, gọi là tiêm sớm, từ sau 6 giờ gọi là tiêm muộn. Tiêm càng muộn thì hiệu quả bảo vệ càng thấp. Không chỉ việc tiêm người dại muộn nguy hiểm, mà chuyện hóc xương đến bệnh viện chậm trễ cũng gây hậu quả khó lường. Mới đây, một bệnh nhân ở Trà Vinh xém mất mạng vì thủng ruột non do bất cẩn nuốt phải xương gà. Bệnh nhân nhập viện Hoàng Mỹ Cửu Long trong tình trạng mệt lả, sốt, chướng bụng, tiêu chảy, kèm theo đau trên rốn ngày càng tăng. Qua thăm khám và mổ nội soi, các bác sĩ phát hiện ổ bụng có mủ, đoạn cuối hồi tràng có xương đâm thủng thành ruột non. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục. Theo các bác sĩ, khi hóc xương cần đến cơ sở y tế để kiểm tra và được tư vấn giải pháp, tuyệt đối không nên nuốt thêm thức ăn, nước hoặc chữa bằng mẹo dân gian, càng khiến tình trạng hóc xương thêm trầm trọng.